Em, bữa nay mình sẽ quay một cái động cơ của máy 6 Dogo đang làm máy. Mời anh em đón xem nha. Đây là máy cháu Dogo đang làm các bạn. Đây là máy cháu Dogo đã tháo lòng piston ra đỡ đi làm, còn lại cốt máy ha. Đây là động cơ máy 6 Dogo nha mọi người, có chữ Dogo. Máy này 300 mã lực nha. Này là máy đang tháo ra để làm. Này là cái bồn linh của nó, bồn linh tháo ra. Tháo ra lau chùi sạch sẽ. Này là khu vực châm nhớt. Ở này là cái nơi mà ráp cái cục đờ vào đỡ đờ máy, tháo ra cũng đi làm luôn. Này là bình nước ngọt của máy nha. Xé sạch. Đây, ở khu vực này là 6 con heo dầu. Này là cục tắc chớ của máy. Cục tắc chớ này không phải là cục tắc chớ của máy Dogo. Máy Dogo cái cục tắc chớ của nó to lắm. Này là cục tắc chớ của máy Dơ 22. Bởi vì cục tắc chớ của máy Dogo nó to và nó nặng. Mỗi lần tháo sửa nó khó khăn, cho nên là mình tháo cái cục tắc chớ của Dogo mình bỏ ra ngoài. Này hai cái lọc dầu và máy Dogo nè các bạn. Khi dầu nó vô, này cái ống dầu nè, ống dầu nó vô ngay chỗ cái bơm dầu đây. Đó, bắt đầu nó đi nghe qua hai cái lọc dầu. Từ hai lọc dầu này nó vô trong 6 cái con heo. Đó. Còn cái này là như là cái này là như ống dầu dìa nè, như dầu dư á, nó trẻ lại cái đường ống này. Đó, đường ống này gì đó. Đây, cái này là đường ống dầu dư nè. Cái này là cái bơm dầu bằng tay. Khi mà dầu chúng ta bị bọng á, dầu chúng ta bị bọng nó chưa có đủ dầu á, thì ta bơm cái bơm này, bơm bằng tay, đẩy xuống. Bây giờ này là hộp số của máy. Này hộp số này, hộp số Isuzu B2 B.2. Máy đang chạy lap 60 và chân vịt 1 thước 1 năm. Thì máy chúng ta sử dụng ở dưới biển á, thì thời hạn 3 năm thì chúng ta phải tháo ra và làm lại máy một lần để bảo trì máy. Qua giờ trong này cốt máy nè. Bởi vì chúng ta đi làm xe đánh bắt cũng những cái dùng xe bờ, cho nên là chúng ta phải 3 năm thì chúng ta phải tháo máy ra làm lại một lần.
đồ của máy thì được đem đi làm rồi, bây giờ chỉ còn cái cốt máy với các phụ tùng linh tinh thôi. Bây giờ mình sẽ quay khu vực những phụ tùng tháo ra và đỡ lại, đỡ vệ sinh sạch sẽ. Đây là bô lửa của máy ha. Bô lửa của máy này là cái ống mà bơm nhớt, ống bơm nhớt của máy này. Này là trục bô, máy chạy hú không thì do cái này nha các bạn. Có trục bô là máy nó chạy mạnh, lên ghe là nó kêu déo 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 nữa. Còn này hệ thống hơn, cái đầu này là bắt vô trục bô, kết nối với trục bô. Còn lấy gió cho 6 máy ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hệ thống trục bô lấy gió. Mình sẽ quay một số cái phụ tùng sáng giờ mình chè rửa sạch hết trơn. Đây là kem cò nè, kem cò của máy sáng giờ chè rửa nè. Này là hệ thống ống dầu các bạn. Chè rửa xong bây giờ đem vào trong mình cất ống dầu này, bỏ vài sơn luôn cho các bạn. Tạm thời bỏ này chúng ta rửa và vệ sinh bằng dầu. Này là dầu sạch nhưng mà giờ mình rửa trong các cái phụ tùng nó có nhớt, chúng ta đã qua sử dụng cho nên là nó đen, nó ra cái màu đen như thế này nè. Tất cả các phụ tùng ở đây đều rửa bằng dầu đó. Sáng giờ rửa cái hai thau ốc này lòi lại luôn. Cái này mang đi có. Thì động cơ Daewoo này của mình là nó chỉ công suất có 300 mã lực thôi. Thì so với cái người đánh bắt của tụi mình á, thì ghi mình là ghi thu mua đi theo ghi đánh bắt, thì động cơ này là động cơ nhỏ và phù hợp cho những chiếc ghe thu mua cái tầm nhỏ, tầm 16 mét đổ lại ha, thì sử dụng cái động cơ này được. Chứ những cái ghe lớn hơn thì sử dụng cái động cơ 300 mã lực thì của máy Daewoo thì so đây vẫn còn yếu. Có mai chưa, chừng nào rép máy ông gọi. Bây giờ mình chè rửa sạch sẽ đỡ đó vậy. Wow, nặng thế. Wow. Hey.
làm cái ngày nay rồi, bây giờ dẹp dọn đi về nha các bạn. Bữa nào mình làm cái máy nào đặc sắc, máy lớn hơn, công suất lớn hơn thì mình sẽ quay cái máy lớn hơn. Bữa nay làm cái máy công suất nhỏ nên mình may quay máy công suất nhỏ nha. Này là ở đây mai lên rửa tiếp. Giờ dẹp mấy cái này phụ tùng vô cho khỏi thất lạc. Máy này nó dở hư nên làm chúng ta cẩn thận mấy cái này chút. Đó, đặt nó khu vực này ít có đồ qua chạm. Bây giờ mình xin kết thúc cái video tại đây. Mình đi về thôi. Ngày mai mình lên mình làm tiếp. Và có cái gì đó hay ho thì mình sẽ quay để trẻ với mọi người, đăng lên để trẻ với mọi người thôi. Mình cũng không phải là làm YouTube hay là YouTube gì chuyên nghiệp nha. Mình có làm cái gì mình quay cái đấy đăng lên cho vui. Anh em vô bình luận comment rồi cho vui vậy thôi, chứ cũng không phải là YouTube hay YouTube gì hết. Thôi cảm ơn anh em đã xem video ha.